Chào quý thầy cô, tôi là Lê Huy Hoàng, thành viên ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới, chủ biên chương trình môn công nghệ năm 2018. Hiện nay là trưởng khoa sư phạm kỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thay mặt cho các tác giả, tôi xin gửi tới các thầy cô một số thông tin cơ bản về sách giáo khoa lớp 6 môn công nghệ thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Phần trình bày của tôi gồm 5 nội dung. Thứ nhất là ý tưởng và quan điểm biên soạn sách giáo khoa công nghệ 6. Thứ hai là cấu trúc sách giáo khoa công nghệ 6. Nội dung thứ ba là cấu trúc của bài học trong sách giáo khoa công nghệ 6. Nội dung thứ tư là những điểm mới nổi bật của sách giáo khoa công nghệ 6. Và cuối cùng là một số tài liệu bổ trợ kèm theo sách giáo khoa công nghệ 6. Phần thứ nhất là ý tưởng và quan điểm biên soạn. Có thể nói, đây là những căn cứ, những định hướng quan trọng có vai trò chi phối toàn bộ quá trình biên soạn sách giáo khoa, đảm bảo cho sách giáo khoa đáp ứng đầy đủ tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu biên soạn cuốn sách giáo khoa đạt các tiêu chí chuẩn mực, khoa học và hiện đại. Sách giáo khoa công nghệ 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn dựa trên 4 quan điểm sau đây. Thứ nhất là phát triển phẩm chất, năng lực. Với quan điểm này, sách giáo khoa công nghệ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, tiêu chí biên soạn sách giáo khoa được quy định tại thông tư 33 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, sách giáo khoa công nghệ phải thỏa mãn được: thứ nhất là các điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa; thứ hai là những yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong sách giáo khoa; và thứ ba là những yêu cầu về cấu trúc, ngôn ngữ sử dụng và hình thức trình bày sách giáo khoa. Quan điểm thứ hai, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo quan điểm này, sách giáo khoa công nghệ 6 cần phải phản ánh được những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung cốt lõi được nêu trong chương trình tổng thể. Mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt ở lớp 6, định hướng, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá trong dạy học môn công nghệ được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông môn công nghệ. Quan điểm thứ ba là kết nối với thực tiễn. Quan điểm này cũng chính là thông điệp chung của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, được thể hiện thông qua các yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là nội dung học tập trong sách giáo khoa cần phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và trải nghiệm của học sinh. Yêu cầu thứ hai là cập nhật những thành tựu và sự tiến bộ của khoa học và công nghệ trong mỗi bài học. Yêu cầu cuối cùng là coi trọng trải nghiệm, thực hành và vận dụng trong mỗi bài học, phản ánh thực tiễn, giúp học sinh giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Quan điểm thứ tư và cũng là quan điểm cuối cùng, đó là dễ dạy và dễ học. Quan điểm này thể hiện tư tưởng làm cho môn công nghệ trở thành môn học nhẹ nhàng, hấp dẫn và thiết thực. Đây là tư tưởng xuyên suốt và thống nhất của sách giáo khoa công nghệ, giúp học sinh có được những nội dung học tập bổ ích và thiết thực, tham gia và hứng thú với các hoạt động học tập hấp dẫn và nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, quan điểm này còn được thể hiện thông qua việc nhấn mạnh và thúc đẩy giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp trong dạy học công nghệ, coi trọng các hoạt động thực hành, trải nghiệm và tư tưởng sư phạm tích cực, coi trọng kênh hình, tích hợp các nội dung giáo dục xuyên chương trình trong các bài học. Thưa các thầy cô, sách giáo khoa công nghệ 6 đề cập đến chủ đề công nghệ trong gia đình, bao gồm các nội dung nhà ở, bảo quản và chế biến thực phẩm, trang phục và thời trang, đồ dùng điện trong gia đình. Có thể nói đây đều là những nội dung học tập thực tiễn, gần gũi và thiết thực với các em học sinh. Phần đầu sách giáo khoa là nội dung hướng dẫn sử dụng sách, giúp học sinh hiểu được cấu trúc của mỗi bài học, ý nghĩa của các hoạt động trong bài học, ghi nhớ các biểu tượng được sử dụng trong bài học. Nhờ đó, việc học tập với sách giáo khoa của học sinh sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Ở cuối cuốn sách giáo khoa
là bảng các thuật ngữ giải nghĩa toàn bộ các thuật ngữ chính, giúp học sinh nhanh chóng tra cứu các từ khóa quan trọng. Nội dung chính của sách giáo khoa được cấu trúc thành 4 chương tương ứng với các mạch nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, bao gồm chương 1 là nhà ở. Chương này gồm có 3 bài học. Chương 2 là bảo quản và chế biến thực phẩm. Chương này có 2 bài học và 1 dự án học tập. Chương 3 là trang phục và thời trang. Chương này có 3 bài học. Và cuối cùng, chương 4 là đồ dùng điện trong gia đình. Chương này có 4 bài học và 1 dự án học tập. Cuối mỗi chương có các bài ôn tập, củng cố, các câu hỏi, các bài tập tương ứng. Thưa các thầy cô, cấu trúc bài học được coi là một trong những điểm nhấn thể hiện tính hiện đại và tư tưởng đổi mới của sách giáo khoa công nghệ 6. Cụ thể, phần đầu của mỗi bài học trong sách giáo khoa công nghệ 6 được trình bày thống nhất gồm 3 thành phần. 1 là hình ảnh biểu tượng gắn kết với bài học. Số 2 là yêu cầu cần đạt trong chương trình mà bài học hướng tới. Và thứ 3 là hệ thống các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. 3 thành phần trên là cơ sở để giáo viên có thể dễ dàng và linh hoạt trong thiết kế các hoạt động dẫn nhập, khởi động nhằm nâng cao hứng thú, tạo động cơ học tập, giúp học sinh kết nối bài học với những trải nghiệm đã có và xác định rõ những vấn đề cần phải giải quyết trong bài học. Nội dung bài học trong sách giáo khoa là cứ kết hợp hài hòa giữa kênh học liệu và kênh hoạt động. Kênh học liệu thì phản ánh nội dung của bài học, được chia thành 2 tuyến là tuyến nội dung chính và tuyến nội dung bổ trợ. Kênh hoạt động thể hiện tư tưởng sư phạm, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong bài học. Điểm nổi bật của cấu trúc bài học là việc sử dụng các hộp chức năng trong thể hiện cả nội dung và hoạt động trong mỗi bài học. Bài học trong sách giáo khoa công nghệ 6 sử dụng 8 loại hộp chức năng, trong đó 2 hộp chức năng thuật ngữ và thông tin bổ sung được dùng để thể hiện nội dung bổ trợ với vai trò nâng cao tính hấp dẫn, bổ ích của nội dung bài học. Các hộp chức năng khám phá, luyện tập, thực hành, vận dụng và kết nối năng lực tạo nên kênh hoạt động của bài học, thể hiện tư tưởng sư phạm, phát triển năng lực và phẩm chất của bài học. Cuối cùng là hộp chức năng kết nối nghề nghiệp, giúp thực hiện tốt mục tiêu giáo dục hướng nghiệp trong môn công nghệ, một trong những giá trị mới của môn công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hệ thống các hộp chức năng nói trên trong mỗi bài học tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự học của học sinh với sách giáo khoa, giúp giáo viên dễ dàng, linh hoạt và sáng tạo khi lập kế hoạch dạy học với sách giáo khoa công nghệ 6. Mỗi bài học được kết thúc bằng hoạt động vận dụng với nhiệm vụ học tập phức hợp gắn liền với thực tiễn trên cơ sở huy động những kiến thức và kỹ năng trong bài học. Hoạt động này hướng tới hình thành và phát triển năng lực đặc thù cũng như kết nối bài học với thực tiễn ở cấp độ hành động. Với sách giáo khoa công nghệ 6 bộ kết nối tri thức với cuộc sống có thể đúc kết thành 5 điểm mới nổi bật sau đây. Thứ nhất, tư tưởng biên soạn. Sách giáo khoa công nghệ 6 được biên soạn dựa trên quan điểm nhẹ nhàng, hấp dẫn và thiết thực, hướng tới phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực chung cốt lõi và năng lực công nghệ đã nêu trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm mới thứ hai là về cấu trúc bài học. Bài học trong sách giáo khoa có cấu trúc hiện đại, là sự kết hợp hài hòa của kênh học liệu và kênh hoạt động. Kênh học liệu phản ánh nội dung của chủ đề bài học. Kênh hoạt động thể hiện tư tưởng sư phạm, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong bài học và được thể hiện thông qua các hộp chức năng. Điểm mới thứ ba là nội dung học tập. Nội dung bài học bám sát yêu cầu cần đạt trong chương trình môn công nghệ, đảm bảo tính cơ bản và cập nhật gắn với thực tiễn, được trình bày sinh động và đẹp mắt với sự kết hợp hài hòa của kênh chữ và kênh hình. Điểm mới nổi bật thứ tư đó là yếu tố sư phạm. Các hộp chức năng trong sách giáo khoa công nghệ 6 giúp học sinh tự học thuận lợi và hiệu quả hơn, giúp cho giáo viên dễ dàng thiết kế các hoạt động dẫn nhập, hình thành kiến thức, luyện tập, thực hành, vận dụng và tìm tòi mở rộng. Đây là những hoạt động học tập đặc trưng của bài dạy, phát triển phẩm chất, năng lực. Điểm mới thứ năm là giáo dục tích hợp. Sách giáo khoa công nghệ 6 thể hiện đầy đủ quan điểm giáo dục tích hợp qua việc lồng ghép nội dung giáo dục tài chính,
giáo dục hướng nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong mỗi bài học, trong mỗi dự án học tập. Nội dung thứ 5 là một số tài liệu bổ trợ kèm theo sách giáo khoa công nghệ 6. Kính thưa thầy cô, đi kèm với sách giáo khoa công nghệ là hai tài liệu quan trọng và có mối liên hệ chặt chẽ với sách giáo khoa, giúp nâng cao hiệu quả dạy học với sách giáo khoa công nghệ 6, đó là sách giáo viên và sách bài tập. Về sách giáo viên công nghệ 6, đây là tài liệu được biên soạn kèm với sách giáo khoa công nghệ 6 với mục tiêu giúp giáo viên hiểu rõ về chương trình môn công nghệ 6, về sách giáo khoa công nghệ, về cách thức tổ chức dạy học công nghệ theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sách giáo viên công nghệ 6 gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là phần hướng dẫn chung, bao gồm các nội dung làm rõ chương trình môn công nghệ 6, phát triển phẩm chất và năng lực trong dạy học công nghệ 6, giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp trong dạy học công nghệ. Trên cơ sở đó, giáo viên sẽ chủ động hơn trong việc lập kế hoạch dạy học, bám sát chương trình, tính đặc thù của môn công nghệ. Phần này còn giới thiệu mô hình sách giáo khoa công nghệ 6, hướng dẫn phương pháp khai thác, sử dụng sách giáo khoa công nghệ 6 để lập kế hoạch, từ việc xây dựng mục tiêu, phân tích cấu trúc, đặc điểm nội dung, thiết kế các hoạt động dạy học, cũng như là các hoạt động đánh giá. Phần 2 là hướng dẫn dạy học chương, bài cụ thể. Nội dung phần 2 của sách giáo viên tập trung làm rõ mục tiêu của từng chương trên cơ sở yêu cầu cần đạt trong chương trình, phân tích nội dung các bài học và ý nghĩa của chúng trong đời sống, làm rõ những môn học có liên quan cũng như những lưu ý khi dạy học mỗi chương. Trên cơ sở đó, gợi ý cụ thể về mục tiêu cho từng bài học, cấu trúc và đặc điểm nội dung của bài học, công việc chuẩn bị, gợi ý tổ chức các hoạt động dạy học và gợi ý các câu hỏi, các bài tập đánh giá và những thông tin bổ sung cần thiết cho mỗi bài học. Thứ hai là sách bài tập công nghệ 6. Thưa thầy cô, sách bài tập công nghệ 6 được biên soạn kèm với sách giáo khoa công nghệ 6, bao gồm hệ thống các câu hỏi, bài tập, bám sát nội dung và nâng cao vai trò các bài học trong sách giáo khoa, phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của năng lực công nghệ, gắn với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi. Sách bài tập công nghệ 6 có 5 dạng bài tập phát triển năng lực, thành phần của năng lực công nghệ, đó là 1. Bài tập nhận thức công nghệ, số 2. Giao tiếp công nghệ, loại bài tập thứ 3 là bài tập sử dụng công nghệ, thứ 4. Đánh giá công nghệ, và cuối cùng số 5 là bài tập thiết kế kỹ thuật. Vấn đề thứ 3, học liệu điện tử và tập huấn. Thưa thầy cô, nhằm hỗ trợ tối đa cho các nhà trường, cho các thầy cô và các em học sinh sử dụng sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chuyên trang hành trang số được xây dựng với các tài liệu video tập huấn trực tuyến, tài liệu sách điện tử với sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập và nhiều nguồn tư liệu có giá trị khác, với cam kết cung cấp học liệu, các dịch vụ hỗ trợ theo tinh thần đầy đủ, kịp thời, liên tục và chất lượng. Thưa thầy cô, trên đây là một số thông tin cơ bản về sách giáo khoa công nghệ 6 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được đồng hành và cam kết cùng quý thầy cô thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung, nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng dạy học môn công nghệ ở trường phổ thông nói riêng. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô.